Thử thách lần đầu tung chai nước và cái kết. Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ thử thách tung chai nước nha. Cái này thực ra là nó không khó lắm, nhưng mà các bạn cũng phải tập luyện nha. Cái tung lần đầu không bao giờ được nha.